Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Camcum Chitido do dược phẩm Fuxi sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về cam cung Chitido cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm cam Chitido có thành phần là bột bạch chỉ 125mg, bột xuyên khung 125mg, tô ngạnh, cắt can, kim ngân hòa, bách hợp, hạnh nhân, sinh khương, bromelain. lên. Cam cung Chitido được bảo chế dưới dạng viên nang. Cam cung Chitido mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ bổ phế, Hạn chế ho nhiều, giảm tăng tiết đờm dãi, giúp làm ấm đường hô hấp, giảm đau rát họng do ho kéo dài. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, cảm cúm ho viêm phế quản, viêm họng. Sản phẩm Camcum Chitido được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Camcum Chitido được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ trên 6 tuổi uống mỗi lần một viên ngày uống 2 lần. Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên. Dùng cho phụ nữ có thai ngày uống 2 lần mỗi lần 1 đến 2 viên. Chống chỉ định khi sử dụng Camcum Chitido, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Camcum Chitido đồng thời biết cách sử dụng cam chitido sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.